đều giành 3 điểm tối đa ở trận đấu ra quân. Sự khởi đầu thuận lợi cho cả Hà Lan và Ecuador. Cuộc đối đầu sẽ quyết định tới ngôi đầu bảng đấu. Đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Ecuador, 23 giờ ngày 25 tháng 11 trên VTV2 và VTV Cần Thơ.